Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 9. Như vậy là ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về bài 47 quần thể sinh vật. Thì con người cũng là một sinh vật sống ở trên trái đất, và con người cũng có quần thể người. Tuy nhiên, chúng ta lại tách riêng quần thể người ra khỏi quần thể sinh vật, thì chứng tỏ là nó có những cái đặc điểm khác biệt so với những quần thể sinh vật khác. Như vậy đó là những đặc điểm gì và quần thể người có những đặc trưng gì? Thì trong clip ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về phần này nhé. Chúng ta tìm hiểu cho cô cái phần đầu tiên, phần 1 La Mã. Đó là sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác. Thì trong cái bảng này người ta giới thiệu cho chúng ta các cái đặc điểm như là giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong, pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hóa. Và nếu thêm nữa thì chúng ta có thể ghi vào ở dưới này. Một bên là quần thể người và một bên là quần thể sinh vật. Nếu như có đặc điểm nào thì chúng ta điền từ có vào, còn nếu như không thì chúng ta điền từ không. Thì ở đây giới tính thì quần thể người là có, quần thể sinh vật khác cũng có đặc điểm giới tính. Tiếp theo là lứa tuổi thì quần thể người như thế nào nhỉ? Có, và quần thể sinh vật khác cũng có. Lứa tuổi đó là đối với sinh vật khác thì bữa trước chúng ta tìm hiểu rồi đấy, đúng nha. Về mật độ thì quần thể người cũng có đặc điểm này, và quần thể sinh vật khác cũng có đặc điểm này. Tiếp theo đó là về sinh sản, đặc điểm sinh sản thì quần thể người cũng có đặc điểm sinh sản, và quần thể sinh vật khác cũng vậy, có đặc điểm sinh sản. Về đặc điểm tử vong thì quần thể người có, quần thể sinh vật khác có. Tiếp theo về đặc điểm về pháp luật thì quần thể người thì có, và quần thể sinh vật khác thì không có đặc điểm này. Tiếp theo về đặc điểm về kinh tế thì quần thể người thì có, còn quần thể sinh vật khác thì không có đặc điểm về kinh tế. Về hôn nhân thì quần thể người có đặc điểm về hôn nhân, còn quần thể sinh vật khác thì không có. Về giáo dục thì quần thể người là gì? Có, còn quần thể sinh vật khác thì không. Về đặc điểm văn hóa, quần thể người có, quần thể sinh vật khác thì không. Ngoài ra chúng ta còn có thể thêm một số cái đặc điểm nữa vào, một số đặc điểm khác như là thể dục thể thao này đó, thì chúng ta điền vào. Thì ở người thì có, chúng ta có những giải đấu thể thao, chúng ta có tổ chức, còn quần thể sinh vật khác thì không. Như vậy thì qua cái bảng chúng ta vừa tìm hiểu xong, chúng ta vừa hoàn thành xong, đó là đặc điểm có ở quần thể người và quần thể sinh vật khác. Thì quần thể người và quần thể sinh vật khác có những cái điểm nào giống nhau? Thì đây chúng ta thấy là có nhiều cái đặc điểm giống nhau, đúng không? Như là đặc điểm về giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong. Nhưng mà bên cạnh đó thì quần thể người cũng có những cái đặc điểm mà quần thể sinh vật khác không có. Như vậy đó là những đặc điểm nào? Thì chúng ta thấy là quần thể người có những cái đặc trưng khác mà quần thể sinh vật khác không có, như là về pháp luật này, kinh tế này, hôn nhân này, giáo dục này, văn hóa, vân vân, rất là nhiều đặc trưng mà ở các cái quần thể sinh vật khác không có. Như vậy thì tại sao lại có sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác? Thì chúng ta biết là con người của chúng ta thì lại có lao động và có tư duy. Chúng ta có khả năng điều chỉnh được những cái đặc điểm sinh thái ở trong quần thể sao cho phù hợp. Còn những sinh vật khác thì nó lại không có được cái đặc điểm này. Cho nên là quần thể người chúng ta là được tách ra một nhóm riêng. Như vậy thì cái sự khác nhau đó nó nói lên điều gì? Thì cái sự khác nhau đó nó nói lên cái sự tiến hóa và hoàn thiện trong cái quần thể người. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái phần 2. Đó là cái đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người.
Bởi vì chúng ta biết là quần thể người thì nó cũng có những cái đặc trưng giống như quần thể sinh vật khác. Đó là đặc trưng về tỷ lệ giới tính này, rồi lứa tuổi này, rồi mật độ này. Trong khi đó thì đặc trưng về nhóm tuổi là nó có sự khác biệt nhất. Như vậy nó khác nhau thể hiện như thế nào? Thì chúng ta thấy là trong quần thể người thì nó được chia làm mấy nhóm tuổi, đó là những nhóm nào. Thì trong quần thể người được chia làm 3 nhóm tuổi. Thứ nhất đó là nhóm tuổi trước sinh sản, là được tính từ sơ sinh cho đến dưới 15 tuổi. Tiếp theo đó là nhóm tuổi sinh sản và lao động, đó là từ 15 cho đến 64 tuổi. Và thứ ba là nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc, là từ 65 tuổi trở lên. Như vậy tại sao đặc trưng về nhóm tuổi trong quần thể người thì lại có cái vai trò rất là quan trọng? Bởi vì chúng ta xác định được những cái đặc trưng về nhóm tuổi ở quần thể người thì nó sẽ giúp chúng ta liên hệ đến cái tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử, cũng như xác định được cái nguồn nhân lực trong cái lao động sản xuất. Cho nên việc xác định nhóm tuổi trong quần thể người thì có vai trò rất là quan trọng. Thì ở đây có 3 cái dạng tháp tuổi mà chúng ta có thể quan sát. Thì đây là cái tháp dân số của Ấn Độ năm 1970. Chúng ta thấy đây là tỷ lệ phần trăm và đây là tuổi này. Đó, một bên là nam và một bên là nữ. Đây là tháp dân số của Việt Nam năm 1989. Và đây là tháp dân số của Thụy Điển năm 1955. Thì sau khi mà quan sát 3 cái dạng tháp đó, dạng tháp dân số Ấn Độ là dạng hình A, dạng tháp A, dạng tháp dân số Việt Nam là dạng tháp B, và dạng tháp dân số Thụy Điển 1955 là dạng C. Thì những cái biểu hiện này chúng ta phải xác định xem thử nó thuộc dạng tháp nào. Thứ nhất là nước có tỷ lệ trẻ em sinh ra hàng năm nhiều, thì đương nhiên cái phần đáy tháp thì nó phải rộng. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tháp hình A và hình B là có cái đáy tháp nó rộng, thì chúng ta sẽ đánh dấu được ít vào đây. Đó, thấy chưa? Tiếp theo đó là nước có tỷ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao, có nghĩa là cái tuổi thọ trung bình nó thấp, thì ở dạng tháp đó là gì? Dạng tháp A, bởi vì chúng ta thấy cái đỉnh tháp thì nó rất là hẹp. Nước có tỷ lệ tăng trưởng dân số cao thì đương nhiên là dạng A và dạng B, bởi vì cái phần đáy tháp rất là rộng, biểu thị cho nhóm tuổi mà chuẩn bị bước vào nhóm tuổi sinh sản rất là lớn. Nước có tỷ lệ người già nhiều thì đó chính là dạng tháp C, cái phần đỉnh tháp rất là ổn định. Như vậy trong 3 cái tháp này thì dạng tháp dân số trẻ, người ta gọi là dạng tháp phát triển, thì đó là dạng A và dạng B. Còn dạng tháp dân số già, hay còn gọi là dạng tháp ổn định, thì đó là dạng C. Chúng ta lưu ý là ở quần thể người, nếu như ở quần thể sinh vật khác bữa trước chúng ta học thì có 3 cái dạng tháp tuổi, đó là dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút. Nhưng đối với quần thể người thì không có dạng giảm sút, mà chỉ có dạng phát triển và dạng ổn định. Bởi vì con người mình không thể dẫn tới suy thoái được, mà chúng ta sẽ có những cái tự điều chỉnh để mà nó đảm bảo sự ổn định của quần thể người. Tiếp theo là hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng tháp dân số già. Như vậy tháp dân số trẻ có nghĩa là tỷ lệ tăng trưởng dân số nó cao. Còn tháp dân số già có nghĩa là nước đó có tỷ lệ người già nhiều, còn tỷ lệ trẻ sơ sinh thì lại ít. Như vậy cái việc nghiên cứu tháp tuổi ở quần thể người nó có ý nghĩa như thế nào? Thì tháp dân số thể hiện các thành phần nhóm tuổi và xu hướng phát triển của dân số. Việc nghiên cứu tháp dân số sẽ giúp ta có thể có kế hoạch điều chỉnh mức tăng, giảm dân số một cách hợp lý, và đây là điều kiện để phát triển kinh tế và xã hội. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang cái nội dung phần 3, đó là tăng trưởng dân số và phát triển xã hội. Như vậy em hiểu tăng trưởng dân số là thế nào? Như vậy là tăng trưởng dân số là cái hiện tượng mà cái người di cư đi rồi lại có người di cư đến, làm tăng dân số. Như vậy đây chúng ta có những cái khái niệm như là, thứ nhất đó là tăng dân số tự nhiên.
Như vậy ở đây chúng ta có khái niệm là gì đây? Tăng dân số tự nhiên này. Tăng dân số tự nhiên. Thì tăng dân số tự nhiên này sẽ bằng gì? Bằng kết quả của số người sinh, tức là bằng số người được sinh ra trừ đi số lượng người chết, thì chúng ta người tử vong, thì chúng ta có được đó là kết quả của tăng dân số tự nhiên. Tuy nhiên trong thực tế thì sự tăng dân số này nó còn chịu ảnh hưởng của sự di cư nữa, có nghĩa là có những người di cư đến và có những người là di cư đi, cho nên người ta gọi đây là tăng dân số thực. Tăng dân số thực. Như vậy tăng dân số thực này sẽ bằng tăng dân số tự nhiên này. Tăng dân số tự nhiên phải cộng thêm số người nhập cư và trừ đi số người di cư thì sẽ ra được cái tăng dân số thực mà người ta tính toán. Như vậy ở đây chúng ta nắm cho cô thêm một điều nữa, đó là tăng dân số mà nếu quá nhanh thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái chất lượng cuộc sống hoặc là sự phát triển xã hội. Thì chúng ta thấy là nếu mà tăng dân số quá nhanh á thì dẫn tới là cái nguồn tài nguyên nó sẽ bị cạn kiệt, đặc biệt là cái nguồn tài nguyên tái sinh nó không đủ để mà cung cấp cho quần thể người, thì nó sẽ dẫn tới những cái trường hợp sau, giống như trong sách giáo khoa chúng ta có cái bài tập này chúng ta làm nha. Theo em thì tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây? A. Thiếu nơi ở, chắc chắn rồi. B. Thiếu lương thực, đương nhiên. C. Thiếu trường học, bệnh viện, chắc chắn. D. Ô nhiễm môi trường. C. Chặt phá rừng. F. Chậm phát triển kinh tế. Của E cho cô nhầm nha. G. Tắc nghẽn giao thông. Và cuối cùng là năng suất lao động tăng. Như vậy thì trong tất cả những cái hậu quả này thì chúng ta thấy chỉ có cái câu này là không phải là tăng dân số quá nhanh là dẫn tới cái trường hợp này. Bởi vì tăng dân số quá nhanh thì dẫn tới thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thiếu trường học, bệnh viện, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, chậm phát triển kinh tế, tắc nghẽn giao thông, thì làm sao con người có thể phát triển một cách hoàn thiện để mà đảm bảo cái năng suất lao động nó tăng được. Cho nên chỉ có cái này không phải, còn tất cả những cái này đều là hậu quả do tăng dân số nhanh gây ra. Như vậy Việt Nam chúng ta đã có những cái biện pháp gì để giảm sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống? Đó là chúng ta thực hiện cái pháp lệnh dân số, tuyên truyền bằng tờ rơi, pano, giáo dục sinh sản vị thành niên. Ví dụ như chúng ta thấy tới tháng 4 hàng năm thì luôn luôn bên y tế có cái chiến dịch, như là có những cái câu khẩu hiệu băng rôn treo ở đường, như là dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, hay là dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở phía sau sách giáo khoa nha. Câu số 1, vì sao quần thể người lại có một số đặc điểm mà quần thể sinh vật khác không có? Thì đây chúng ta thấy là ngoài những cái đặc điểm sinh học như những quần thể sinh vật khác thì quần thể người có những đặc điểm về kinh tế, giáo dục v.v. mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là do con người chúng ta có hệ thần kinh rất là phát triển, cho phép chúng ta, con người chúng ta có lao động, cách có tư duy này, có óc sáng tạo này, làm việc có mục đích này, biết khai thác và cải tạo thiên nhiên này, bắt thiên nhiên sẽ phục vụ lại cho chúng ta, đúng chưa nào? Câu hỏi số 2. Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào? Thì đây chúng ta thấy là tháp dân số trẻ thì và tháp dân số già nó khác nhau ở chỗ là nếu mà tháp dân số trẻ thì đáy tháp nó sẽ rộng, trong khi tháp dân số già thì đáy tháp nó hẹp. Thứ hai là cái cạnh tháp nó xiên nhiều, còn cạnh tháp nó gần như là nó đứng thẳng. Thứ ba đó là cái đỉnh tháp của dân số trẻ thì nó nhọn, còn đỉnh tháp của dân số già thì nó không nhọn, tương đối bằng. Tiếp theo là cái tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong ở tháp dân số trẻ nó cao, còn tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong ở tháp dân số già thì nó đều thấp. Và cuối cùng đó là tuổi thọ trung bình của tháp dân số trẻ thì thấp, trong khi đó tuổi thọ trung bình của tháp dân số già thì cao. Chúng ta sang câu hỏi số 3 nha. Câu số 3 là ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì? Như vậy chúng ta biết là phát triển dân số hợp lý là không để dân số phát triển quá nhanh, dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, gây ô nhiễm môi trường, làm cạn kiệt nguồn thiên nhiên,
nguồn tự tài nguyên thiên nhiên, thiếu trường học, bệnh viện, cũng như những cái kia thiếu kiến thức về các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, và cuối cùng là dẫn tới nghèo đói. Nhưng mà việc phát triển dân số hợp lý là nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân này, mỗi gia đình và toàn thể xã hội sử dụng cái nguồn tài nguyên một cách hợp lý, cũng như sử dụng môi trường đất, môi trường nước một cách ôn hòa để mọi người trong xã hội đều được môi trường chăm sóc và có điều kiện phát triển một cách tốt.